Phim về cô gái chuyển giới Paloma đạt giải xuất sắc ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Sau 5 ngày tổ chức từ mùng 8 đến ngày 12 tháng 11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội chính thức khép lại bằng đêm bế mạc và trao giải tối ngày 12 tháng 11. Bộ phim Paloma, đạo diễn Marcelo Gomes của Brazil đạt giải phim giải xuất sắc nhất. Tham dự lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. Ông Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành khẳng định Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, HNIFF, đã in dấu ấn đậm nét đối với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nồng nhiệt dành cho khán giả thủ đô Hà Nội. Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh liên hoan phim thể hiện được uy tín, thương hiệu của HNIFF do Việt Nam sáng lập từ năm 2010. Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 tiếp tục khẳng định là một liên hoan phim trẻ, tràn đầy sức sống, năng động, đã có những kinh nghiệm ban đầu để tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam và đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả Việt Nam. Cục trưởng Vi Kiến Thành nói, tại lễ bế mạc, phim Paloma, do Marcelo Gomes đạo diễn đạt giải phim giải xuất sắc nhất, đại diện đoàn làm phim Hạnh Phúc được chia sẻ giải thưởng cao nhất với ekip sáng tạo, đồng thời hy vọng khán giả có thể xem tác phẩm về những định kiến, tình yêu. Paloma là câu chuyện về cô gái chuyển giới Paloma quyết định thực hiện ước mơ tổ chức đám cưới truyền thống trong nhà thờ với Zezi, bạn trai của mình. Việc vị linh mục từ chối làm đám cưới cho cô và Zezi khiến Paloma phải đương đầu với định kiến xã hội. Cô phải chịu đựng bạo lực, sự phản bội, định kiến và bất công nhưng không gì lay chuyển được niềm tin và sự quyết tâm của người phụ nữ chuyển giới này. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, đạo diễn bộ phim Hoa Nhài được tặng bằng khen với nội dung phim đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6.